Chết bình an. Chết bình an là mơ ước của tất cả mọi người đang sống. Người đời nhìn vào cái chết mà đánh giá đời sống của người chết. Có nhiều cách đánh giá. Có cách đánh giá cái chết đẹp, hoàn hảo, là cái chết có lẽ tan hoành tráng, con cháu đông đảo, thân hữu ngùn ngục kéo về viếng thăm, đưa tiễn. Cách đánh giá khác đặt trọng tâm ở sự kiện chết, khi cho rằng cái chết tuyệt vời là cái chết không đau đớn quằn quại, không dai dẳng lâu ngày, không tan xương nát thịt, không giữ đường ngoài chợ. Nhưng đó chỉ là cách đánh giá bề ngoài, không thực sự là cái chết được ước mơ của người sống. Cái chết đáng ước mơ chính là bình an có trong tâm hồn người sắp chết. Bình an mới là yếu tố quyết định cái chết đẹp hay không. Bình an mới là tiêu chuẩn định giá trị một cái chết. Bình an mới là điều người sống phải đi tìm và chuẩn bị. Bởi chết không mang theo được gì ngoài hành trang tử tế với người, hiếu thảo với trời, chính trực với lương tâm. Nên người sắp chết không màng chi đến vật chất, nhưng chỉ khao khát bình an trong tâm hồn. Vì khao khát bình an tâm hồn, họ chẳng quan tâm đến những đau đớn thể xác hay những điều kiện sống eo hẹp. Điều làm cho người sắp chết vui chính là tâm hồn họ được thảnh thơi. Thảnh thơi khi lòng không nặng những nợ nần, nợ vật chất cũng như nợ tinh thần. Thảnh thơi khi hồn không còn vấn vương những khúc mắc xa gần. Thảnh thơi khi không chút oán hận, ghen tuông, giận dỗi như sợi chỉ buộc chặt không cho chim trời tung cánh. Thảnh thơi khi bổn phận yêu thương luôn được gắng sức chu toàn. Thảnh thơi khi nghĩa vụ nhân ái không ngừng được tìm thực hiện. Thảnh thơi khi cõi lòng luôn rộng mở để khiêm tốn nhận lãnh và quảng đại trao dân. Thảnh thơi khi suốt đời đã vui với người vui, khóc với người buồn, thảnh thơi với người cùng khốn. Thảnh thơi khi chỉ nghĩ tốt cho người và tìm ở người những gì tốt đẹp, tích cực, nhất là khơi dậy nơi người khác lòng tốt lâu ngày bị chôn vùi của họ. Thảnh thơi khi giữ trái tim luôn tha thiết, nồng nàn, vì không nhận vào mạch máu bất cứ vi khuẩn thù oán, căm phẫn nào. Thảnh thơi khi nhận mình yếu đuối còn xót thương, tội lụy còn được tha thứ và bao dung, rộng lượng với mọi người. Thảnh thơi khi tin vào ơn gọi làm người và mãnh liệt xác tín, mầu nhiệm và ơn gọi mang triều kích siêu nhiên, tuyệt đối. Ở đó con người được mời gọi đến vô cùng và đi vào đời đời, trong cùng lòng của đấng là nguyên ủy của sự sống. Như thế, khi có được tình trạng thảnh thơi do nếu sống tốt, người ta không sợ một cái chết bất an, bất ổn, nhưng có quyền đợi chờ một cái chết bình an, có quyền đợi chờ đồng nghĩa với sự thực hiển nhiên, không cần chứng minh của định luật nhân quả chi phối toàn thể thụ tạo. Hạt tốt sinh quả tốt, cây tốt cho trái ngon, nên sống hiền sẽ chết lành, sống hạnh phúc sẽ chết bình an. Tóm lại, con người tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thật chỉ tìm được ở tình yêu thương, nhân ái. Những hạnh phúc không xuất phát từ tình yêu, không đắm mình trong đại dương nhân ái, không hướng tới phúc lợi của tha nhân, đều là không hạnh phúc lâu bền, vững chắc, đích thực, và không được nhận là điều kiện của chết bình an, cũng như không trở thành hành trang cho chuyến đi vào đời sống mới, vĩnh cửu, đời đời.